皆さん、こんにちは。今日は第9課の文法を、説明していきたいと思います。Xin chào mọi người, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi vào bài thích ngữ Pháp bài số 9 trong giáo trình Minano Nihongo tập 1. Bài số 9 của chúng ta ngày hôm nay sẽ học về những cấu trúc ngữ Pháp liên quan tới thích, ghét, giỏi, kém và có sở hữu hoặc là gì hiểu biết về một cái danh từ gì đó. Hãy, minasan, isshoni benkyou shimashou. Cấu trúc ngữ pháp đầu tiên trong bài số 9 ngày hôm nay đó là cấu trúc ngữ pháp liên quan tới thích, ghét, giỏi, kém, một cái danh từ gì đó. Chúng ta có cấu trúc ngữ pháp chủ ngữ hóa, danh từ gá, ski, kidai, jozu và heta để sự. Ski là thích, kidai là ghét, jozu là giỏi, là tốt và heta là gì ạ? Kém là dở, đúng không ạ? Mọi người lưu ý. Actually, với ý nghĩa là thích, ghét, giỏi, kém, N danh từ gì đó, đúng không ạ? Hãy ví dụ một người này rất tôi thích thể thao thì nói như thế nào đây ạ? Watashi wa gì ạ? Sports ga suki desu. Watashi wa sports ga suki desu là tôi thích thể thao. Đó. Tôi thích thể thao. Watashi wa sports ga suki desu. Hay. Tiếp theo chúng ta có ví dụ là gì đấy ạ? Bạn anh thì làm sao đây ạ? Rất là giỏi cái gì đấy ạ? Nấu ăn. Chúng ta có một cái từ nấu ăn là ryori. Ryori là nấu ăn. Né. Ryori là nấu ăn. Ngoài ra là danh từ là món ăn đấy ạ. Nó còn là nghĩa nấu ăn nữa. Anh sang wa ryori ga jozu desu. Là gì đấy ạ? Bạn anh thì làm sao đấy ạ? Rất là giỏi về chế biến đồ ăn, về nấu ăn, đúng không ạ? Đó. Anh sang wa ryori ga jozu desu. Bạn anh thì giỏi nấu ăn. Đó. Tiếp theo, anh Yamada đấy đúng không ạ? Nhảy rất là hăng đúng không ạ? Rất là giỏi đúng không ạ? Đây cũng bạn, bạn nữ đúng không ạ? Thì anh Yamada nhảy giỏi, nói như là nhảy kém. Xin mọi người, chắc là ông ấy nhảy kém. Anh Yamada thì làm sao? Thầy giáo Yamada thì làm sao? Nhảy không hay, nhảy dở lắm, nhảy kém lắm, đúng không ạ? Yamada sensei wa dansu ga heta desu. Yamada sensei wa dansu ga heta desu. Thầy Yamada, thầy giáo Yamada thì nhảy dở lắm, nhảy kém lắm, đúng không ạ? Có khi nhảy của mấy chị này, nhẽ mà giày chị đúng không ạ? Nhẽ mà chân chị ấy. Hey, heta desu ne. Đây là gì nhỉ? Anh Tanaka, anh Tanaka đá bóng có vẻ là hơi kém đúng không ạ? Đá bóng kém, không giỏi lắm. Đây là gì đấy ạ? Tanaka san wa sakka ga heta desu. Tanaka san wa sakka ga heta desu. Anh Tanaka thì đá bóng kém, đúng không ạ? Đấy, sakka đá bóng được nhé. Đấy. Từ để hỏi cho nó là gì đấy ạ? Đây là dạng hỏi là gì? Dạng hỏi với dạng là gì đấy ạ? Xác nhận thông tin đúng hay sai? Có hay không đúng không ạ? Đó thì danh từ gá ski kidai jozu heta desu ka, nếu mà ok đúng với cả từ người hỏi thì là gì đấy, đúng với cả thông tin là gì ạ, của người nó nghe thì là gì đấy ạ, đúng với cả thông tin của mình thì là gì, hay ski kidai jozu hoặc là heta desu, đấy là chọn một trong những cái này đúng không ạ. Còn ý ấy thì chúng ta chỉ phải thêm ja arimasen ở cuối câu để phủ định là xong, đúng không ạ? Hay. Ý nghĩa là gì đấy ạ? Bạn có thích, ghét, giỏi, kém cái N đó không? Đó. Chúng ta có gì đấy ạ? Dansu ga suki desu ka? Cậu này cậu hỏi. Dansu ga suki desu ka? Câu trả lời là gì đấy ạ? Hay. Dansu ga suki desu. Hay. Dansu ga suki desu. Bạn có thích gì ạ? Nhảy không? Đen không? Dansu không? Hay. Dansu ga suki desu. Vâng, tôi thích nhảy. Hay. Cô này cô nấu ăn kém lắm, đúng không? Nấu cháy hết cả rồi đúng không ạ? Ryori ga jozu desu ka? Nó không ngon đúng không ạ? Ryori ga jozu desu ka? Bạn nấu ăn có giỏi không? Bạn nấu ăn có giỏi không? Có khéo không? Ie amari jozu ja arimasen. Ie amari jozu ja arimasen. Chúng ta thêm amari vào là một cái gì ạ? Cái giới từ chỉ mức độ đúng không nhỉ? Ie amari jozu ja arimasen. Không, tôi không được giỏi cho lắm, đúng không ạ? Đó.
え、あまり上手じゃありません。tiếp theo chúng ta có gì để hỏi là gì đấy ạ? Karaoke ga suki desu ka? À, karaoke là gì ạ? Rất là đơn giản, chính là karaoke của chúng ta là hát karaoke đúng không ạ? Đấy. Karaoke thì không cần phải học nghiệp cũng biết được đúng không ạ? Karaoke chính là gì ạ? Karaoke là hát karaoke, hoặc quán hát karaoke, hát cầm mic và hát chạy chữ đúng không ạ? Ga suki desu ka? Bạn có thích karaoke không? Nó. Hãy totemo suki desu. Hãy totemo suki desu. Vâng, tôi rất thích karaoke, đúng không ạ? Karaoke ga suki desu ka? Hãy totemo suki desu. Đó, hát rất là hay đúng không ạ? Tiếp theo, câu chữ ngữ pháp số 2 trong bài ngày hôm nay của chúng ta nó chính là gì ạ? Cách sử dụng gì ạ? Arimas, danh từ ga arimas, danh từ ga arimasen. Có hay là không có hay là không sở hữu cái gì đó. Thì chúng ta có những cái gì ạ? À, giới từ chỉ mức độ ở đây. Hay có những từ chỉ mức độ là gì đấy ạ? Takusan là nhiều và skoshi là một chút, một ít. Hai cái từ chỉ mức độ này sẽ đi với cả câu khẳng định là arimasu. Mọi người lưu ý, với amari là không lắm và zenzen là hoàn toàn không thì sẽ đi với cả câu phủ định là arimasen. Mọi người lưu ý. Vậy thì arimasu và arimasen mà đi với takusan, skoshi, amari và zenzen là đi với những danh từ chỉ là những cái vật sở hữu, là những cái vật sở hữu mà chúng ta đếm được, nhìn thấy được bằng mắt thường, đúng không ạ? Nó là những cái tài sản hiện hữu, cái đồ vật hiện hữu của chúng ta. Đó, chúng ta sẽ sử dụng với cả arimasu và arimasen, những cái đồ vật hiện hữu, tài sản hiện hữu, đúng không ạ? Như là tiền bạc, nhà cửa, xe cộ, đúng không ạ? Vân vân. Đó là những cái đồ vật, nó là tài sản, ta đi sử dụng với cả arimasu và arimasen. Và ngoài ra sẽ còn đi với cả những cái từ chỉ mức độ như vậy. Có nghĩa là gì đấy ạ? Có hay là không có, cái N thể hiện cái sự sở hữu tài sản. Đó. Gì đấy ạ? Watashi wa okane ga zenzen arimasen. Watashi wa okane ga zenzen arimasen. Tôi không có tiền. Tôi hoàn toàn hay là không hề hay là không một chút nào có tiền luôn. Không có tiền một tí nào. Phủ định hoàn toàn luôn. Zenzen arimasen. Watashi wa okane ga zenzen arimasen. Đó. À, bạn nam thì có rất là nhiều tem. Nam san wa kitte ga takusan arimasu. Nam san wa kitte ga takusan arimasu. Bạn nam thì có rất là nhiều gì ạ? Nhiều tem, đếm rất là nhiều tem đúng không ạ? Những cái vật tài sản. Nam san wa kitte ga takusan arimasu. À, ở cái thư viện kia thì làm sao đấy ạ? Nó không có những cuốn sách tiếng Anh thì nói như nào? Không có lắm. Ano toshokan ni eigo no hon ga amari arimasen. Ano toshokan ni, ni là thể hiện là ở cái sự sở hữu, sự tồn tại ở hiện của hiện vật, ở đâu đó có cái gì tồn tại, cái gì đó. Ano toshokan ni eigo no hon là gì ạ? Sách tiếng Anh. Đó, sách tiếng Anh. Ga amari arimasen. Ga amari arimasen. Này. Amari là gì ạ? Không lắm, không có nhiều lắm, không có lắm. Có nhưng mà ít, đúng không ạ? Rất ít. Ano toshokan ni eigo no hon ga amari arimasen. Đó. Ở cái siêu thị, ở cái cạnh cái thư viện kia thì không có nhiều lắm, hay là không có lắm cái sách tiếng Anh. Hey, tôi đi hỏi cho nó là gì đấy ạ? À, cái câu hỏi của nó là gì đấy ạ? Câu hỏi xuất hiện thông tin đúng hay sai? Là danh từ ga arimasu ka? Danh từ ga arimasu ka? Có danh từ không? Hey, danh từ ga arimasu. Còn ie, danh từ ga arimasen. ですね. Nhưng mà là hey thì là danh từ ga arimasu. Ngoài ra có thể thêm những cái skoshi hay là gì ạ? Takusan vào. Hoặc là ie, danh từ ga arimasen cũng có thể thêm những cái gì ạ? Từ chỉ mức độ là gì ạ? Amari và zenzen đấy, đúng không ạ? Với ý nghĩa là bạn có n không? Bạn có n không? Bạn có cái n đó không? Đó. Rồi ạ. Bạn có cái danh từ đấy ạ, nhưng mọi người lưu nhé. Đây là những đồng tiền của Nhật Bản. Nihon no o kane. Nihon no o kane ga arimasu ka?
日本のお金がありますか？日本のお金がありますか？Bạn có tiền Nhật không? À, không có đúng nhỉ? Ie, Nihon no okane ga arimasen. Ie, Nihon no okane ga arimasen. Phủ định đúng không ạ? Ie, Nihon no okane ga arimasen. Có tiền Nhật. Tôi đang ở Việt Nam mà đúng không ạ? Để tiếp theo là gì ạ? Kuruma ga arimasu ka? Bạn có ô tô không? Kuruma ga arimasu ka? Hai, kuruma ga arimasu. Hai, kuruma ga arimasu. Vâng, tôi có ô tô. Đúng không ạ? Hai, kuruma ga arimasu. Hay là gì? Hai, kuruma ga takusan arimasu. Né, rất nhiều ô tô đúng không ạ? Hai. Chúng ta đi vào cấu trúc ngữ pháp số 3. Chia số 2 đấy ạ. Số 3. Đó chính là gì đấy ạ? Chúng ta có gì đấy ạ? Những danh từ gá wakarimasu và danh từ gá wakarimasen là gì đấy ạ? Chúng ta hiểu hiểu biết cái danh từ đó hoặc là không hiểu biết cái danh từ đó. Cũng tương tự như cấu trúc vừa nãy, chúng ta sẽ có những cái từ hay là những cái giới từ chỉ gì ạ? Mức độ. Với khẳng định là wakarimasu sẽ đi với những giới từ là gì ạ? Yoku, daitai hay là gì ạ? Skoshi. Còn vẫn giống như vậy là gì ạ? Đi với phủ định là wakarimasen. Đi với phủ định sẽ đi với zen zen và amari. Chúng ta để một cái chia mức độ là từ cao xuống thấp, từ biết rất rõ cho đến đại khái, đại tai, cho đến một chút thôi là sukoshi, cho đến không hiểu lắm là gì, không có hiểu lắm là gì ạ, amari, và cuối cùng là gì đấy ạ, zen zen là gì ạ? Không một chút nào đó. Danh từ gá yoku daitai skoshi wakarimasu và danh từ gá amari zenzen wakarimasen nhé. Và ý nghĩa là gì đấy ạ? Hiểu biết hoặc là không hiểu biết cái gì đấy ạ? N. Cái N ở đây sẽ là những cái kiến thức, những cái tri thức, những cái gì không phải sờ nắm được mà là những cái về tri thức, kiến thức, thông tin. Mọi người lưu ý nhé. Đó. Thì nó khác so với cả Arimas. Arimas là những vật thể hiện sự hiện hữu, thể hiện sự tài sản của đồ vật nhé. Thì ngược lại là gì ạ? Wakarimasu sẽ đi với những danh từ chỉ gì đấy ạ? Chỉ kiến thức, tri thức, thông tin. Đó, những cái đó sẽ đi với cả wakarimasu. Đây. Ví dụ, tôi thì biết một chút, tôi hiểu một chút tiếng Nhật. Đó. Watashi wa Nihongo ga skoshi wakarimasu. Tôi hiểu một chút tiếng Nhật. Đấy. Watashi wa Nihongo ga skoshi wakarimasu. Tiếp theo, ví dụ bây giờ, ông này ông biết kanji, ông Watto san nè, ông Watto, anh Watto thì biết rất là rõ hay là biết rất là giỏi, giúp chúng ta dịch là gì ạ? Hiểu rõ hay là giỏi đi ạ? Nắm rất là rõ, nắm rất là giỏi về kanji. Anh Watto thì nắm rõ kanji, giỏi kanji. Watto-san wa kanji ga yoku wakarimasu. Đó. Watto-san wa kanji ga yoku wakarimasu. Anh Watto thì nắm rất là rõ về kanji, biết rất là rõ về kanji, hiểu rất là sâu sắc, hiểu rất là rộng về kanji đúng không ạ? Đó. Để tiếng Anh là February và March, tất cả những này là tiếng Anh đúng không? Chắc là cậu này cậu không biết tiếng Anh. Đó. À, cô này cũng biết tiếng Anh là gì đấy? Lan san wa ego ga amari wakarimasen. Lan san wa ego ga amari wakarimasen. Bạn Lan thì làm sao đấy ạ? Không biết tiếng Anh cho lắm đúng không ạ? Không không có hiểu tiếng Anh cho lắm đúng không ạ? Amari wakarimasen. Amari chỉ đi với cả phủ định là wakarimasen đúng không ạ? Lan san wa ego ga amari wakarimasen. Hay. Vậy thì câu hỏi cho cấu trúc ngữ pháp này đó chính là gì ạ? Danh từ gá wakarimasu ka? Bạn có hiểu cái danh từ đó không? Đó. Hey, danh từ gá wakarimasu. Nếu như bạn hiểu, bạn biết thì bạn gì ạ? Hey, danh từ gá wakarimasu. Còn nếu bạn không hiểu, bạn không biết thì là gì ạ? Ie, danh từ gá wakarimasen. Và đương nhiên rồi, các bạn vẫn có thể thêm ở đây những cái danh giới từ chỉ mức độ.
với phủ khẳng định là Yoku, Daitai và Squishy, với phủ định là gì ạ? Amari và Zen Zen. Và ngay sau phía cá, mọi người lưu ý nhé, ngay sau trợ từ cá. Với ý nghĩa là gì ạ? Bạn có hiểu biết cái N đó không? Ví dụ, à, tiếng Nhật đúng nhỉ? Nihongo ga wakarimasu ka? Nihongo ga wakarimasu ka? Bạn có hiểu tiếng Nhật không? Nihongo ga wakarimasu ka? Đấy. Hai, Nihongo ga skoshi wakarimasu. À, tôi hiểu một chút tiếng Nhật. Đúng không ạ? Hai, Nihongo ga skoshi wakarimasu. Nihongo ga wakarimasu ka? Hai, Nihongo ga skoshi wakarimasu. Vâng, tôi hiểu một chút tiếng Nhật. Skoshi wakarimasu ne. Kanji desu ne. Kanji ga wakarimasu ka? Kanji ga wakarimasu ka? Bạn có gì ạ? Hiểu kanji không? À. À, hiểu một đại khái thì hiểu. Hai, kanji ga daitai wakarimasu. Hai, kanji ga daitai wakarimasu. Vâng, tôi hiểu đại khái, kanji tôi hiểu đại khái đấy. Vẫn hiểu, hiểu đại khái khá khá đấy, hiểu mày, nhưng mà đại khái khá khá là nhiều đúng không ạ? Mọi người lưu ý nhé. Kanji ga wakarimasu có. Hai, kanji ga daitai wakarimasu. Ego ga wakarimasu ka? À, bạn có biết tiếng Anh không? Bạn có hiểu tiếng Anh không? Ego ga wakarimasu ka? Yeah, ego ga zenzen wakarimasen. Ôi, tiếng Anh thì tôi không hề, hoàn toàn không hiểu một chút nào luôn. Đấy, có khi là ngày nhỏ còn học xong giờ không sợ nên là quên hết luôn rồi. Chắc biết từ từ hello và bye bye đúng không ạ? Yes or no đúng không ạ? Ego ga wakarimasu ka? Yeah, ego ga zenzen wakarimasen. Zenzen wakarimasen. Hoàn toàn không hiểu. Đấy. Đó. Hay. Hay hay ですね. Hay minasan, dai kyuka no bunpo wa mo owarimashita. Hay minasan, go sichou domo arigatou gozaimashita. Minasan, manichi yoku renshu shite kudasai ne. Xin chào mọi người. Bài số 9 của chúng ta ngày hôm nay đã kết thúc. Thì bài số 9 của chúng ta rất đơn giản thôi, chỉ có 3 câu chữ pháp chính. Đó là gì đấy ạ? Sukikirai, zozu và heta, cộng với cả gì ạ? Arimasu và wakarimasu. Một cái là thích ghét giỏi kém cái danh từ, một cái là gì ạ? Có sở hữu danh từ, một cái là gì? Hiểu biết, nắm rõ kiến thức về một cái danh từ gì đó. Ok chưa ạ? Đó, thì mọi người hãy cố gắng luyện tập thật nhiều bài số 9 này. Bài này rất là ngắn, mọi người cố gắng. Hãy mainichi renshu shite kudasai ne. Luyện tập hàng ngày được không ạ? Hey, minasan otsukaresama deshita. Bye bye.